Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shipper Hải Nguyễn. Hôm nay em có vài con cà lem kem chuối. Thì nói chung là gom lại cái mấy cái hàng mà còn tồn, em lên em giảm giá để anh em có hợp lý giá với anh em, thì anh em ủng hộ mọi thuốc. Thì các giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cộng dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu dùm em, và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp em luôn. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship, và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Anh em xem kênh cho em xin một đăng ký và like và chia sẻ giúp em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Anh em đăng ký rồi thì nhấn vào cái chuông thông báo kế bên cạnh cái chữ đăng ký anh em, để mỗi khi em có lên video để thông báo gửi tới anh em, để anh em vào xem video tham khảo cho vui. Thì hôm nay thì em chỉ gom mấy cái con mà qua sử dụng thôi, còn hàng sưu tầm thì để clip sau ha, để video sau đi. Mấy cái này để có những con ngồi thuốc, nếu em có hợp lý giá thì hoặc là trong tầm khả năng của mình thì mình chơi mua về mọi thuốc. Thì đầu tiên em có một con Shippo ốp gỗ. Shippo này là vỏ gỗ ha anh em, slim, tình trạng là qua sử dụng. Cái máy em nó lấy nét chụp giật quá, nó giật giật thế anh, em cũng chẳng biết sao vậy. Cứng cáp, và cái con này là cái cốt lề zin luôn nha anh em, tất cả nguyên zin ha, cho tới cái cốt lề luôn. Ruột của nó là ruột nó đi ruột La Mã. Con này hình như là 11.95 ha anh em, bánh cực kỳ bán, chưa sửa chữa. Con nào có sửa chữa hay là nó có không bình thường chỗ nào thì em sẽ báo với anh em, nên em cứ yên tâm về vấn đề của em sẽ báo rõ cho anh em, để anh em nắm rõ cái tình trạng của nó. Rồi con mã số 1 này, slim, nó vỏ gỗ thì thường nó cũng cao giá hơn thằng những con slim thường đó nè, nó nhỉnh giá hơn tùy vào cái tình trạng nó. Mã số 1 3.5. Và đây là tại để cho anh em thêm một cái nhận định là nó nằm ở La Mã, thì anh em sẽ nhận vô cái phần lề dưới của con này á, là nó vẫn còn lề vuông ha, cũng như Regula thì trước 96, thì năm 96 trở lại đi là bắt đầu là cái lề dưới nó đã bắt cạnh á. Anh em muốn anh em những cái con bọc da hay là những con ốp gỗ á, vỏ gỗ á, thì để anh em căn cứ anh em phải nhìn nhận thêm những cái lề để biết cái giai đoạn của nó nằm tầm giai đoạn nào nó hợp lý ha. Con này 3.5. Rồi mã số 2, con này có thời gian làm thì xả ra thì nó đẹp lắm anh em, xả rơm á. Con này là một con Manburo, chủ đề này chủ đề đắp nổi anh em, Lisa Rock, thị trường Nhật 95 ha. Cái này là nó có phôi phai của lớp mạ, mặt sau là khắc ăn mòn, chuẩn Manduro nha anh em, lề lõi đẹp ok ha. Tình trạng qua sử dụng thì nó cũng có, con này nó có phôi phai, nó có cấn dầm. Nếu mà con này mà có thời gian làm á thì xử lý nó xả rơm ra cho nó khá là đẹp. Em thì thật sự ra nhiều cái con này
có hai cốt lề, canh chỉnh năm cho anh em. Năm con này khá hay thế này. Anh em chơi âm, chơi con này. Âm lớn á. Con này ruột nó 95 chục. 95 chục anh em. Nó hơi xước. Quan trọng là lưỡi gà, bánh xe, đồ sim ok. Nó cũng lười spa chứ cái ruột spa là nó sáng bóng đẹp. Âm hay ha. Con này cũng chưa sửa chữa nha nè, có thay cốt lề làm âm. Chỉnh năm là cho anh em, thay cốt lề cứng cáp chỉnh năm nó lên năm dễ hơn. Số 2 500 tại một con chủ đề mà Maduro này tổng thể nó đẹp thì anh em xác định nó tầm 1 triệu 1 triệu ngoài là hàng đẹp nha anh em, chứ không tính hàng new ha. Hàng new nó mắc hơn nữa. Những cái dòng Maduro thì anh em chơi sưu tầm anh em biết, nó nghe cái tên Maduro là nó khỏi, nó tự động nó cao rồi. Đây em lên một con xả sơn 596. Con này thì để lau cà na lại là nó sáng đẹp. Cái gì em cũng em sẽ lau cà na sau cho anh em. Lau sơ sơ cho anh em trước cái đây. Đợi em xíu. Làm gì làm liền. Cái màu nó đẹp đẹp xíu ha. Cái con này trước đi để cho cà na nó thấm xíu rồi bắt đầu em lên nè. Em lên con khác trước đi. Đấy, cái màu nó sáng 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 đẹp xíu. Rồi lao qua cái auto son nó thì nó lên màu đẹp hơn, nó dễ lên màu hơn á nè, tại vì nó mạnh hơn, nó mạnh hơn cà na. Cà na thì nó cái chất của nó không bằng auto son đâu. Mà cái thằng auto son á thì anh em đừng bao giờ mà tha lên lớp bạc, mạ bạc và mạ vàng ha. Anh em lau mạnh tay là nó bay luôn cái lớp mạ bạc và mạ vàng á, bởi vì nó mạnh. Mạ vàng mạ bạc thì anh em chỉ nên lau cà na thôi. Để chia sẻ với anh em để không biết, cứ để vô cái gì cũng lao bằng auto son hết là xong luôn á. Nó để lao cho nó màu nó đều đều sáng sáng rồi xíu đó. Nhẹ sơ sơ ha. 16 và nếu muốn sáng bóng thì để em lao auto son lại, em mới lao cà na thôi. Con này là xả sơn tĩnh điện nha nè, xả sơn tĩnh điện gốc cành đẹp. Xả sơn tĩnh điện thì nó như một cái vỏ đồng á nè, âm cũng hay. Ruột con này đã được spa rồi nè anh em, 96 à. 96 chục. Đây. Con này xả sơn tĩnh điện ha. Vỏ còn sờ, lớp sơn đây nè em. Anh em. Em lau chưa xong. Tổng thể đẹp không cấn mớp, gốc cành đẹp. Đây, con này nó như một con đồng zin, thì nó được xả cái lớp sơn tĩnh điện ra nè.
số 3 550. Còn cái giá này thì nó chỉ bằng cái con xả rơm thôi, nhưng mà giờ xài cái con xả siêu tĩnh điện thì nó sẽ là ok hơn. Rồi em lên tiếp một con anti-wear brush khắc full nắp luôn ha, có số limited 0053, sản xuất năm 2000, một đơn đầu 2000, tháng 2 năm 2000. Lề lối đẹp, góc cạnh đẹp luôn ha. Con này khá đẹp. Con này em chưa canh chỉnh gì luôn á. Đây nè, chưa có vệ sinh luôn. Vậy để cho anh em xem cái độ sử dụng của nó. Thì cái con Antiwear Silver này nó cũng như là một cái con đồng như nãy, nó vỏ đồng. Nó được phủ thêm một cái lớp dạng keo mà nó làm kiểu giả cổ như vậy nè anh em. Nó hơi đen đen vậy nè. Đó, nó hơi đen vậy nè, anh em thấy nó hơi đen vậy nè. Thấy không? Nó làm thêm để cho nhìn vào nó cái đồng nó như là cổ quá. Ruột cũng khá đẹp nè anh em. Nó chưa canh chỉnh gì luôn. Anh em ok thì em canh chỉnh anh âm rồi lại cho anh em. Còn góc cạnh của nó thì khá đẹp rồi. Nó thì như là một cái con brass luôn. Nhiều anh em thích chơi cái dòng anti-wear brass này, đồng giả cổ này, bây giờ nó nhìn nó cổ quá, nó làm kiểu đen vậy nè. Và nó cũng có giá trị của hơn những cái hơn cái ngay cả cái silver anti-wear silver bạc giả cổ nữa. Thường là đồng thì nó cái màu đồng nó sẽ mắc hơn cái màu rơm hay là màu bạc. Mã số 4 600. Rồi em lên cho anh em một con xưa mà xả rơm. Đây một con xưa xả rơm, lề lối đẹp ok ha. Mà cái lề này là nó được hãng bảo hành rồi anh em, được bấm lại, bấm lại bảo hành lại. Con này là 70 mỗi bên hai vạch đứng. Góc cạnh ok ha. Đây anh em thấy hai cái dấu bấm lại không? Đó. Lề thì đều đẹp, được thay đợt hãng thay lại khác bấm lại. Anh hay. Con này xả rôm nha anh em. Anh bén. Anh em cứ yên tâm về bánh xe của bên em ha. Anh em nhận hàng á thì chắc chắn bánh xe nó bán hết á. Nhiều khi trong đây nó giả ánh sáng thì anh em có thể là nó thấy nó cái tia lửa nó không có. Nhưng mà bao anh em bánh bán tất cả. Tại vì em mà bán cho anh em mà bánh mòn thì nhiều khi bắt buộc anh em phải bắt em bảo hành trở lại, thì em đâu có thời gian đâu mà phải gửi đi rồi nhận lại gửi lại đâu. Nên em cứ yên tâm. Còn những cái hàng ví dụ như là hàng bánh xe xưa qua sử dụng lâu rồi thế, thì có thể là nó anh em phải quẹt cho nó có lực xíu, tức là không phải là có lực mà anh em phải quýnh nó hơi mạnh tay xíu. Còn mà anh em như chính như là những cái mà hàng chưa qua sử dụng mình quẹt kiểu quẹt mà sợ nó đau quá thì chắc chắn thì nó không có ra lửa bằng mình quẹt, nó hơi nặng tay xíu nha anh em. Còn về nhiều
nó đâu có như bằng cái bánh xe mới được, những cái bánh xe qua sử dụng thì chắc chắn nó cũng phải hao mòn. Còn anh em mà xài mà theo kiểu mà mình quẹt chẹt 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 nhẹ nhẹ vậy nè, thì mình nên chỉ có nên chơi cái những cái ruột mà new hoặc là bánh xe chưa qua sử dụng, mà qua sử dụng bắt buộc thì nó cũng phải có hao mòn chứ. Mà quẹt như cái kiểu mà kiểu như là bánh xe new thì chịu luôn. Và cái lưỡi gà này cũng đã thay nha anh em, lưỡi gà này đã thay, lưỡi gà lá lúa chuẩn đời. Đây ruột thì ruột màu mặt chữ, lá lúa là chuẩn chuẩn 70, vẫn còn sử dụng cái lưỡi gà lá lúa nha anh em. Ruột 60 từ 68 cho tới 70 nó xài chung. Một mặt chữ lưỡi gà lá lúa. Bắt đầu chuyển qua 71 cho tới 75 á, 76 á là một mặt chữ lưỡi gà lớn. 76 thì nó cũng sẽ có hai giai đoạn ruột. Gọi là ruột giao thời của 76 á, cuối 76 á thì nó chuyển qua là hai mặt chữ nha nè. Những cái ruột giao thời đó nhiều nhiều quá, để em đâu là em soạn lên em đưa cho anh em xem để cho anh em biết là cái ruột giao thời nó như thế nào. Nó cũng còn tức là cái thời ở điểm đó nó sẽ có đâu để em kiếm một cái đem diễn giải cho anh em nó mới dễ, chứ còn nói khơi khơi không biết cái đường hình dung. Đây ví dụ như là cái này nè, đây là một cái ruột 58 59 cuối 58, 6 hàng chữ này nè là cuối 58, gọi là giao thời anh em. Thì anh em thấy cái tán này là gọi là tán dù, là đầu 58 nó vẫn còn sờ sử dụng. Thường là những cái mà cuối 58 thì nó không còn sử dụng, nhưng mà cái này nó vẫn còn lọt ra nè. Ví dụ là gọi là cái linh kiện nó còn á, nó còn cái nào thì lắp vô. Đấy, những cái giao thời thì anh em sẽ gặp cái này rất là nhiều. Nói ví dụ những cái chi tiết nó đặc điểm của nó sẽ có like trong đó, gọi là like á. Cái này là nó like nè, cái đây cái tán dù nè anh em thấy không, mà ruột là mặt 6 hàng chữ, ruột cuối 58 59. Còn cái tán cam này chắc chắn là đầu 58 trở về trước thì mới sử dụng cái tán cam này, gọi là tán dù nè anh em thấy không, lưỡi gà lá lúa zin hết á, zin của nó. Cái tán này anh em đục ra là chỉ có hư thôi, tán zin này nè, nó không như cái tán kia mình tán này được, tán này đục ra là có dấu nó hư liền. Đó là những cái giao thời đó em muốn chia sẻ với anh em là vậy, nó có dính, nó có like trong đó. Nhiều thứ lắm, là cái nhiều gặp tới đâu thì em chia sẻ tới anh em tới đó thôi. Rồi cái con này tính em 720. Tính ra 700 mà em xin thêm 20k phí ship. Như bán con này 700 không? 720 anh em. Và lưu ý là giùm em là lề hãng bấm bảo hành đã thay lưỡi gà lá lúa chuẩn của nó ha, bánh xe bán 52 mã số 5 720. Anh em lên mấy con hàng dây chai mọi thuốc để anh em giao lưu với anh em ha. Còn hàng sưu tầm để em lên sau tiếp sau. Một con tàu chiến hàng xưa có phôi phai ha, con này 71 qua sử dụng có dâm có cấn của dòng xưa. Đây. Có dâm có cấn của dòng xưa, được cái là chủ đề tàu chiến nha nè, chủ đề zin hãng, khác không mòn zin hãng ha. Đúng chất của hàng xưa luôn. Và cái này em cũng đã có làm khúc lề là cho anh em cứng cáp lên lề thì đẹp nè,
đều đặn á, có phôi phai, có xước xác, có dâm cấn, chuẩn của dòng xưa, và chủ đề là chủ đề tàu chiến, chủ đề xin hãng nha. Năm cũng hay anh bán bất bột luôn anh em. Ruột một mặt chữ, đây một mặt chữ luôn, lưỡi gà lớn rồi nè anh em, chuẩn chuẩn ruột. Và cái con này là chưa sửa chữa linh kiện, chưa sửa chữa thay thế gì ha, chỉ có làm cốt lề. Những cái con hàng xưa như vậy mà anh em không thay cốt lề thì không thể nào sử dụng được, nó rơ như răng ông già rụng. Coi những cái theo thời gian của nó nè, phôi phai. Anh em thích hàng xưa thì chơi những con này thôi, còn tàu chiến mà vàng mấy ít niêu á thì hơi mặn à. Con này chưa sửa chữa nha anh em, có thay cốt lề, có phôi phai, có dâm cấn nhẹ chứ không có cấn bắp gì nặng ha. Nói chung là theo thời gian tuổi của nó thôi. Em vô luôn con này 850, mã số 6850. Đây một con xưa nữa, những cái chất xưa. Đây là một con xưa cũng có phôi phai, cũng có dâm cấn, mà đây đây là dòng ven 78, ven 7x ha anh em. Thì thường những cái ven 7x thì giá trị nó sẽ để anh em sưu tầm hoặc là mồi thuốc thì nó hay hơn. Có nhiều anh em mà thích những cái dạng phôi phai của cái dòng xưa như vậy lắm, anh người ta tư tưởng người ta đặt vào là nó đúng chất cổ xưa. Đây lề lối cũng đẹp ha, đều đặn. Và đây là ven 78, thì ven bắt đầu xuất hiện trên thị trường là vào năm 74. Năm cái con đó thì thật sự ra nó đẳng cài lắm ha, chứ không có vừa đâu ha. Đây ở đây nè, con này nó có một vết hằn nhẹ đây nè, và nó có cấn, cấn dâm, có phôi phai, cấn nhẹ thôi chứ không có cấn mấp nặng. Dòng ven 7x thì giá của nó cao, bởi vì căn cứ vào 74 á, cái con 74 á, đầu tiên là con 74. Đây, ruột cũng ruột hai mặt chỉ chuẩn đời ha, bất bột. Con này thì chưa sửa chữa nha anh em, có làm cốt lề. Tổng thể của nó là như vậy. Quay lại tổng thể cho anh em xem, nó chỉ có dâm cấn nhẹ thôi, dòng xưa mà, và có phôi phai. Anh em thấy có phôi phai không, có phôi phai, chỉ có dâm cấn nhẹ thôi. Phôi phai đây nó có vết hằn nhẹ nữa nè, anh bán nha. Test cho anh em luôn. Thấy nó cũng hơi thấy mấy cần dưới nó hơi nặng nặng tay xíu. Anh em thích thì thay bánh xe nó dễ lắm, nhưng mà em muốn giữ riêng lại cho anh em thôi chứ không có thay bánh xe. Thế thời gian thì nó vậy thôi, khá ok rồi. Thấy không? Cái con màu quẹt, quẹt nhẹ 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 nhẹ, xẹt 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 nhẹ. Như cái bánh mới thì chịu thua. Không? Vậy là quá ok rồi, cho một cái bánh xe như vậy. Quan trọng là giữ cái zin của nó thôi, còn thay thì mấy hồi đâu. Rồi con này em giao lưu với anh em 900. Cái dòng ven 7x thì nó cũng cao giá nha anh em, mã số 7900. Lên một con xưa nữa em xuống, một con 60,
tình trạng qua sử dụng cũng có dăm cấn ha, lề lối đẹp à, có dăm cấn nhẹ thôi. Cấn nhẹ mà cái màu rơm của nó thì không có phôi phai nha anh em. Màu rơm thì không có phôi phai ha. 60 mở bên 3 chấm. Đây tổng thể. Xe sổ chỉ. Đẹp luôn. Con này nguyên zin chưa sửa chữa. Có thay cốc lề. Có thay cốc lề canh chỉnh. Còn lại nguyên zin chưa sửa chữa. Đây, tổng thể cái màu rơm này anh em thấy nó cũng còn khá là đẹp ha. Lề lối cũng đẹp. À, đây nó có hơi chấm cứng nhẹ xíu. Góc cạnh thì có khá ok rồi. Này nói chung là khá ok. Đó, màu rơm nó khá ok. Con này những cái linh kiện chính thì chưa thay thế nha anh em. Cốc lề thì em không có cho nó là linh kiện chính. Nó cũng nó không quan trọng lắm đâu anh em. Nên không có liệt nó vào linh kiện chính. Con này cũng khá đẹp. Mã số 8. 1050. Rồi em ơi, anh em lên được mấy con cù bắp cù bơ đó. Thì giờ để hàng video sau thì em sẽ soạn hàng sưu tầm để lên giao lưu với anh em. Vừa sưu tầm vừa mồi thuốc luôn. Rồi thì hôm nay em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Vì công chiếu của em là 19 giờ. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.